tính góc hợp bởi giữa FBC với lại ABCD. Nghe, góc hợp bởi giữa hai mặt phẳng. Bước 1, tìm giao tuyến. Ngu quá thì nhìn vô đây, thấy BC không? BC không? Giao tuyến xong. Hiểu. Vậy mình ghi nè, BC bằng SABC giao với ABCD. Hiểu, chút viết vô đại bạn quên cái này. Tiếp tục, nhìn vô SBC đi, kiếm cái đường nào vuông với cái bút của Lợi đây. Đón liền. SB lý do đây nè. Thấy chưa? SAB vuông với BC rồi. Vậy là SB cũng vuông với BC. Tiếp, nhìn vô cái mặt ABCD đi, kiếm cái đường nào vuông với BC đi. AB đúng rồi, vậy suy ra góc hợp bởi SBC với lại ABCD chính là góc hợp bởi giữa SB với lại BA chính là góc SBA. Góc này, muốn tính góc này, góc này góc gì? Vuông. Cạnh này có chưa? Cạnh này có chưa? Dùng xiên có tan. Dùng cái gì thì phải làm ơn làm phước viết ra để cho nhớ.